Vâng, các bác. Bây giờ là đến lượt cái ông vả này bác nhá. Vả này các bác có còn nhớ không? Vả mà tôi có làm video đào cái vả này nha. Đấy. Trước mà một số bác hỏi nó có sống hay không ấy, thì đây. Đáp số câu trả lời đây các bác nhé. Đấy, nó như họ nhà sung của bác, rất dễ sống. Tôi có đào về cái đợt hè cái đây mấy tháng đó. Đấy thì vứt hoang ngoài góc vườn ngày hôm nay lôi lên là siêu mầm luôn các bác. Đấy. Sung xuê, đang định làm lại tỉa gọn gàng tí cho nó ra hình ra hài luôn bác nha. Dương ơi, Dương ơi. Đấy. Đây, có một tí bệ các bác, thì cái dễ này nó lại bị chướng mắt quá, bị lỗi quá, nên là lại phải dùng thủ thuật là đục thôi, đục thì nó sẽ mịn màng hơn, cái cắt thì nó sâu, cắt thì nó xấu, cắt thì cái vệt sẹo nó rất là suôn, nó xấu, các bác đấy thì đục ý của tôi là muốn đục cũng bẹt xuống cái này một chút chứ không cắt bỏ cái này thì cắt bỏ hẳn thì lại hơi xấu đấy. Rồi cắt mấy cái này đấy. Rồi. Đấy, tôi vừa mới cắt bỏ cái cành này nó bị khô, giờ trước cắt còn cắt sơ sơ chứ chưa ý định gì tạo tác gì cả. Hôm nay bắt đầu làm tốt rồi các bác. Đấy, rất xanh tốt. Giờ làm các bác nha. Để cái máy quay vào đây để làm. Xem nào. Không có cái gì để dựng máy quay, có sẽ tí nha. Rồi, kiếm một cái giá camera rồi, làm thôi. Thank you.
chú đi đem luôn đó. Để đấy. Nhìn nhé, nó bay nước rồi mới hết. Ta nổi đi nó lại ngoài. Lấy chuẩn được rồi, kia chú. Ê ôi, may quá. Ê ôi. Chị là trùng quá. Em bà có kẹo, kẹo bánh gì không? Trời ơi. Xuống lá luôn các bác, nhìn cho nó lộ cái đường thân này, dễ làm hơn.
con ấy cái bộ con con gì đấy con cả lắm của bố nhé, mang quay đấy đừng động bố nhé. Kiệt như kiệt bà có cái gì kiệt bà cho cái gì kiệt
tạm thời thế thì các bác nhỉ. Xong rồi nó liền sẹo rồi, những cái tay tán này nó khỏe lên ấy, thì lại có những cái ý tưởng tiếp theo. Đấy. Đục mạnh quá, quặc vào cái chỗ này các bác, hơi sâu. Đấy. Cảm ơn các bác nha.